đen xe 1 bình 2. Như đổi lại đen đi. Tiếp theo. theo. Cờ đỏ dễ đi Ở đây Đen bình xe Tiếp theo Đến đây Đen có hai cách đi Một là mã 8 tiến 7 Và hai Là xe 2 bình 4 Phương án nhất Mã 8 tiến 7 Tiếp theo Đen tốt 7 tiến 1. Như đổi lại đen đi. Cờ đỏ dễ đi. Ở đây đen tiến tốt thông mã. Đến đây đỏ có hai cách đi quân. Một là sĩ 4 tiến 5 và hai là pháo 8 bình 6 như sĩ 4 tiến ong. Tiếp theo. cờ đỏ dễ đi. Và các bạn xem lại cách đi nhất của phương án này. Cờ đỏ dễ đi Hai đỏ đi pháo 8 bình 6 Tiếp theo Đen Sĩ 6 tiến 5 Là nước đi vững chắc Như đổi lại đen đi Cờ đỏ dễ đi Ở đây Đen tiến sĩ phòng thủ Tiếp theo Cò đen có thể đánh được mời các bạn xem cách đi thứ hai của phương án này Cờ đen có thể đánh được Phương án thứ hai của đen Là C2 bình 4 Tiếp theo Đen pháo 6 bình 4 Thay đổi hình trận Đổ sức tranh chủ động Đổi lại Đen sĩ 4 tiến 5 Tiếp theo đỏ tiên thủ ở đây đen bình pháo đổi mã đỏ mã 6 tiến 4 nước đi chính xác như đổi lại đỏ đi Cờ đen phản tiên Ở đây Đỏ mã 6 tiến 4 Đến đây Đen có hai cách đi quân Một là tượng 7 tiến 5 Và hai Là tượng 3 tiến 5 Nếu chưa đen đi nhầm Tiếp theo Đỏ sẽ bắt được quân như đen mất quần ở đây cách đi thứ nhất của đen là tượng 7 tiến long tiếp theo đỏ ưu thế mà các bạn xem lại cách đi thứ nhất của phương án này đỏ yêu. cách đi thứ hai của đen là tượng ba tiến long đỏ tốt ba tiến một nhưng đổi lại đỏ đi tiếp theo hai bên ngang thế ở đây đỏ tốt ba tiến một tiếp theo cờ đỏ dễ đi Mời các bạn xem lại cách đi thứ hai của phương án này. đỏ dễ đi chúc các bạn nghiên cứu thành công thế trận phi tượng